cùng các bạn mà xem là cách chữa viêm xoang như thế nào nhé. Và viêm xoang là một bệnh lý hay gặp ở Việt Nam và nó chiếm khoảng 25-30% tổng số các bệnh nhân đến khám ở viện tai mũi họng và có xu hướng ngày càng tăng cao. Và vì Việt Nam là một nước có khí hậu nóng ẩm, thời tiết nóng lạnh thay đổi đột ngột dẫn đến các bệnh về viêm đường hô hấp, và do chúng ta không chữa trị kịp thời nên là sẽ dẫn đến các biến chứng viêm xoang. Và môi trường khói bụi ô nhiễm này cũng gây ra viêm xoang, do cơ địa dị ứng, dễ bị dị ứng do thời tiết quá lạnh này, do làm việc trong phòng điều hòa quá lâu cũng dẫn đến viêm xoang ạ. Và bệnh viêm xoang nếu không được chú ý điều trị đúng cách, kịp thời thì nó sẽ diễn biến dai dẳng và nó hay tái phát nhé. Nó sẽ chuyển từ viêm xoang cấp thành viêm xoang mãn tính. Xoang có rất là nhiều loại xoang, có viêm xoang trước, viêm xoang sau, xoang trán, xoang bướm và viêm đa xoang, viêm mũi dị ứng. Vấn đề viêm xoang thì gây cho người bệnh rất là nhiều khó chịu. Người bệnh sẽ liên tục chảy nước mũi này. Rồi các bạn cứ tưởng tượng là lúc nào mình cũng phải cầm cái khăn và chúng ta sẽ lau hết khăn này đến khăn khác. Thì viêm xoang sẽ gây cho người bệnh đấy rất là nhiều sự khó chịu này. Không những họ khó chịu mà những người xung quanh cũng cảm thấy rất là khó chịu. Vì ngoài việc chảy nước mũi liên tục ra thì người bị viêm xoang còn có các hiện tượng như ngứa mũi này, hắt hơi này, đau đầu, chóng mặt và sẽ mất đi khứu giác. Và biến chứng của viêm xoang ấy nặng hơn nữa đó là bị các bệnh tai mũi họng nhé. Và rất nhiều người đã bỏ ra rất là nhiều tiền để chữa bệnh viêm xoang, nhưng mà có người thì khắc phục được và có người thì chưa tìm ra giải pháp ạ. 220.000 thì Phượng sẽ chia sẻ đến các bạn một sản phẩm trị viêm xoang vô cùng hiệu quả nhé. Và đã có rất là nhiều người dùng khỏi ạ. Phượng có những dẫn chứng cụ thể khi mà các bạn inbox hoặc là gọi điện cho Phượng nhé. Và bây giờ Phượng sẽ chia sẻ về sản phẩm viêm xoang mũi của công ty Dạ Thảo Liên nhé. Sản phẩm này đấy thì khác hoàn toàn so với các sản phẩm khác ở ngoài thị trường, vì đây là dạng tinh dầu mọi người ạ. Khi mà chúng ta sản xuất đấy, sơ chế thì 50 cân nguyên liệu thô đấy thì chúng ta mới chiết xuất được 1 lít tinh dầu nhé. Và khi mà tinh dầu xoang của Dạ Thảo Liên này được chiết xuất thì hoàn toàn từ các nguyên liệu thiên nhiên ạ, cực kỳ an toàn và lành tính nhé. Và viêm xoang này sẽ dành cho trẻ từ 8 tuổi trở lên này và đến các cụ già, còn bà bầu thì chúng ta cũng không nên dùng ạ. Và chiết xuất 30% từ long não này, 5% từ tinh dầu hương nhu này, và 15% gừng này, 20% hoa ngũ sắc này, 6% tinh dầu hồi này, 1% tinh dầu bạc hà, và có đến 8% tinh dầu chầu không nhé. Này thì rất an toàn và hiệu quả. Như cô bác anh chị em chúng ta cũng biết là từ xa xưa đến chúng ta đều biết đến cây hoa ngũ sắc phải không ạ? Đó là còn gọi là cây hoa cất lợn đấy ạ. Cây hoa đó sẽ chữa trị bệnh viêm xoang rất là hiệu quả. Và công ty Dạ Thảo Liên thì đã chiết xuất theo công thức rất là công thức bí truyền nhé. Và sản xuất bằng phương pháp ép lạnh nên là sẽ giữ lại được 99% tinh dầu nguyên chất ạ. Nên là khi chúng ta sử dụng thì nó rất là hiệu quả. Và trước khi sản xuất ấy, dung dịch xoang mũi này ấy, thì là công ty Dạ Thảo Liên ấy đã cho khách hàng dùng trải nghiệm sản phẩm này. Và rất nhiều khách hàng đã khỏi, khách hàng rất hài lòng này. Và lọ tinh dầu xoang dung dịch xoang mũi này ấy, đã giải quyết được cho rất là nhiều người bị mắc bệnh xoang ấy, thoát khỏi những tình trạng khó chịu như chảy nước mũi. Và sau đây đấy thì Phượng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lọ tinh dầu xoang mũi của Dạ Thảo Liên nhé. Trước tiên là các bạn mở hộp ra, ở trong hộp sẽ có một lọ dung dịch xoang mũi nhé và một ống hút tinh dầu nhé. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ bật cái nắp này lên nhá. Chúng ta sẽ bật cái nắp này. Chúng ta sẽ bật nắp này ra.
Và chúng ta sẽ cho ống hút vào ạ. Và chúng ta sẽ bỏ nắp đi nhé. Chúng ta không cần dùng đến nắp nữa nha. Chúng ta sẽ bỏ nắp đi này. Và cái ống hút tinh dầu này chúng ta sẽ làm nắp luôn mọi người nhé. Đây ạ. Mỗi lần chúng ta chỉ sử dụng một giọt này nhé. Và bây giờ Phượng sẽ hướng dẫn mọi người cách dùng nhé. Bước 1 đấy là chúng ta phải làm sạch mũi bằng cách chúng ta xì mũi ra này nếu mà nhiều dịch quá. Và bước 2 là chúng ta sẽ lấy nước muối sinh lý nhé. Chúng ta sẽ lấy nước muối sinh lý và rửa mũi ạ. Hoặc là nếu mà chúng ta không có nước muối sinh lý, chúng ta sẽ dùng 100ml nước ấm đấy. Và chúng ta sẽ nhỏ giúp Phượng, chúng ta sẽ nhỏ giúp Phượng một giọt tinh dầu dung dịch xoang vào đấy nhé. Và chúng ta sẽ chia làm đôi, một nửa chúng ta sẽ dùng để rửa mũi này. Và khi mà rửa mũi thì chúng ta lấy khăn đấy, khăn xô chúng ta sẽ lau khô mũi. Và đến bước 3 là chúng ta sẽ dùng bông y tế nhé, bông gòn y tế ạ. Và các bạn sẽ lấy cho Phượng một ít thôi bông gòn y tế lấy và ve nhỏ lại nhé, ve nhỏ lại. Chúng ta sẽ nhỏ giúp Phượng là một tọt tinh dầu xoang lên bông nhé. Chúng ta sẽ núp một bên mũi ạ. Và chúng ta sẽ hít thật mạnh để cho tinh dầu lên các xoang này. Và chúng ta sẽ thực hiện mỗi bên mũi là 10 phút nhé. Sau đó khi mà chúng ta thực hiện bên mũi bên này xong, chúng ta sẽ xì sạch và rửa sạch đi. Và chúng ta lại tiến hành làm mũi bên này nhé. Mũi bên này thì chúng ta cũng sẽ lấy một ít bông mới đấy. Và chúng ta sẽ cũng sẽ nhỏ một giọt tinh dầu vào. Và chúng ta sẽ tiến hành làm bên này nhé. Trong thời gian 10 phút mà các bạn chờ đợi đấy, thì các bạn sẽ lấy cho Phượng một giọt tinh dầu nhé. Một giọt tinh dầu ạ. Các bạn sẽ bôi vào vùng trán này nhé. Vùng trán này. Và một giọt tinh dầu chúng ta sẽ bôi vào giữa sống mũi này. Và hai bên cánh mũi nhé. Chúng ta sẽ dùng tay ạ. Chúng ta sẽ massage trên trán này nhé. Chúng ta massage ạ. Và hai bên cánh mũi chúng ta cũng sẽ làm như thế này. Và khi chúng ta massage này, không phải là khi mà chúng ta bị bệnh viêm xoang thì chúng ta làm này được. Để mà khi mà chúng ta mắc các bệnh như là sụt xịt mũi hoặc là chảy nước mũi không ngừng đấy, thì chúng ta cũng có thể làm động tác massage này nhé. Thì nó sẽ giảm ngạt mũi cho chúng ta, làm cho mũi chúng ta thông thoáng và dễ thở rất là nhiều nhé. Thế này ạ. Và sau khi mà các bạn đã làm các bước như vậy nhé, thì các bạn sẽ lấy một giọt tinh dầu này pha với 20ml nước ấm nhé. Chúng ta sẽ ngậm ạ, ngậm và nuốt. Hoặc là nếu mà được thì chúng ta sẽ nhỏ một giọt ạ vào đầu lưỡi và chúng ta sẽ nuốt từ từ nhé. Ngày các bạn làm như vậy cho Phượng 2 lần vào buổi sáng và buổi tối nhé. Hàng ngày khi mà chúng ta đi làm ấy, chúng ta cũng có thể nhỏ một giọt vào khẩu trang để chúng ta đeo hàng ngày ạ. Cũng rất tốt nhé. Khi đi ngủ thì chúng ta nhớ là sẽ bôi một giọt vào vùng cổ này hoặc là phổi. Nó sẽ làm ấm vùng họng và phổi nhé. Đầu viêm xoang không những trị viêm xoang mà ngoài ra nó còn trị các vấn đề về như hắt hơi sổ mũi nữa mọi người nhé, viêm mũi dị ứng ạ. Các bạn hãy cứ thực hiện đúng các bước trên thì đảm bảo bệnh viêm xoang của các bạn sẽ khỏi nhé. Và những ai mà muốn trải nghiệm sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với Phượng qua số điện thoại là 0387766417 ạ. Mình ship hàng toàn quốc nhé. Phượng sẽ tặng quà đó là một gói bông y tế nhé cho tất cả những ai đặt hàng tại video này nhé. Và hẹn gặp lại mọi người.